Xin chào mọi người, hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người thấy một gốc cây tía tô siêu khổng lồ. Thì cái gốc này nó phát triển cũng khoảng 6 tháng rồi. Đó. Vẫn phát triển ở trong cái chậu ghép này rất là tốt. Rễ nó thì ăn gần hết chậu. Nó không có bị hiện tượng trồng một thời gian là ra bông như những chỗ khác. Đây, bây giờ thì cái đường kính tán nó thì mình thấy là khoảng 2 mét rồi. Cao thì hơn mình cao 1m8 thì nó gần cao cũng gần 2 mét. Đây. Cây phát triển rất là to. Khi mà to thì nhìn này. Khi mà lá nó dài như thế này thì cái mùi của cái cây tía tô này nó thơm hơn bình thường. Điều đặc biệt ở cây tía tô này thì nó phát triển rất là lớn rồi nhưng mà nó không có bị ra bông nhiều, nó vẫn phát triển lá đọt để cho chủ nhà ăn. Mình sẽ quay cận cảnh cái gốc cây tía tô cho các bạn xem. Đây là bàn tay của mình. Cái thân nó thì gần bao nhiêu là ba ngón tay mình luôn. Rất là to. Thật sự là từ giờ nào bây giờ rồi mình mới gặp một gốc tía tô nó to như vậy. Thì đối với những cây rau thơm này thì muốn trồng cho nó to như vậy thì cũng rất là dễ. Các bạn cứ cung cấp nước và cái diện cái thể tích đất cho nó đủ, cho nó dồi dào, không có nhiều cái cây khác cạnh tranh về cái phần giá thể đất và dinh dưỡng thì nó sẽ phát triển không có giới hạn. Nếu cây này mà được cắt tỉa cho nó đúng kỹ thuật, chằng chống cho nó tốt thì nó có thể là cao hơn nữa, to hơn nữa. Cảm ơn mọi người đã xem.